chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học môn toán lớp 4. Cô tên là Nông Thị Hà, giáo viên trường tiểu học thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Để tiết học đạt hiệu quả tốt, các em chuẩn bị một số đồ dùng học tập sau. Các em chuẩn bị đủ vở ô ly, bút mực, thước kẻ, giấy nháp. Trong khi ngồi học, các em chú ý ngồi ngay ngắn, chọn nơi có nhiều ánh sáng, ngồi cách xa màn hình, tập trung nghe cô giảng và hoàn thành nhiệm vụ học tập. Trong khi làm bài, nếu làm chưa xong, các em nhớ bấm nút tạm dừng để làm bài tập. Cô chúc các em có một tiết học thật vui. Bây giờ chúng ta bắt đầu giờ học nào. Các em có thích chơi trò chơi không? Để tiết học được thoải mái và vui vẻ, chúng ta hãy tham gia phần khởi động với trò chơi hộp quà bí mật. Bên trong mỗi hộp quà là một câu hỏi. Các em suy nghĩ và trả lời đúng các câu hỏi để mở được các hộp quà. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đến với câu hỏi số 1. Hãy nêu công thức tìm số bé đối với bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Thưa cô, số bé bằng mở ngoặc tổng trừ hiệu đóng ngoặc chia 2 ạ. Câu trả lời của em hoàn toàn chính xác. Em đã xuất sắc mở được hộp quà đầu tiên. Hộp quà số 2 có bí mật gì nhỉ? Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Muốn tìm số lớn trong bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, em làm thế nào? Thưa cô, muốn tìm số lớn trong bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, em áp dụng công thức số lớn bằng mở ngoặc tổng cộng hiệu đóng ngoặc chia 2 ạ. Cô đồng ý với câu trả lời của em. Em thật là giỏi. Chúng mình đến với hộp quà cuối cùng nào. Tổng của hai số bằng 8, hiệu của hai số cũng bằng 8. Tìm hai số đó. Thưa cô, hai số cần tìm là 8 và 0 ạ. Rất chính xác, câu trả lời của em thật tuyệt vời. Xin chúc mừng em đã mở được hộp quà. Vậy là các câu hỏi ở phần khởi động không làm khó được chúng mình đúng không nào? Tiếp theo, cô mời các em đến với nội dung của bài học ngày hôm nay. Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, em làm thế nào? Thưa cô, muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, em áp dụng công thức số bé bằng mở ngoặc tổng trừ hiệu đóng ngoặc chia 2, số lớn bằng mở ngoặc tổng cộng hiệu đóng ngoặc chia 2 ạ. Em trả lời đúng rồi, cô khen em. Đối với bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, khi giải các em có thể lựa chọn một trong hai cách giải. Cách thứ nhất, tìm số bé trước. Các em áp dụng công thức số bé bằng mở ngoặc tổng trừ hiệu đóng ngoặc chia 2. Sau khi tìm số bé, các em có thể tìm số lớn bằng các cách: số lớn bằng số bé cộng hiệu hoặc số lớn bằng tổng trừ số bé. Cách thứ hai, các em áp dụng công thức số lớn bằng mở ngoặc tổng cộng hiệu đóng ngoặc chia 2. Sau khi tìm được số lớn, các em có thể tìm số bé bằng các cách: số bé bằng số lớn trừ hiệu hoặc số bé bằng tổng trừ số lớn. Các em ạ, bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là một dạng toán cơ bản của lớp 4. Vậy, khi giải dạng toán này, các em có thể thực hiện theo các bước. Bước 1,
xác định tổng và hiệu của hai số là bao nhiêu. Bước 2, xác định đâu là số bé, đâu là số lớn. Bước 3, các em lựa chọn một trong hai cách giải. Nếu muốn tìm số bé trước, các em lựa chọn cách 1. Nếu muốn tìm số lớn trước, các em lựa chọn cách 2. Bước 4, các em thử lại kết quả của bài toán. Các em đã ghi nhớ công thức rồi. Bây giờ cô cùng các em sẽ vận dụng để giải một số bài toán. Trước tiên, cô mời các em đến với bài tập số 1 qua trò chơi thỏ tìm chuông. Mỗi chú thỏ mang hai số là tổng và hiệu của hai số đó. Ở mỗi chuồng ghi số lớn và số bé. Các em hãy giúp các chú thỏ tìm đúng chuồng của mình. Thời gian cho các em làm bài là 2 phút. Thưa cô, chuồng chú thỏ A ghi số lớn là 50, số bé là 20. Chuồng chú thỏ B ghi số lớn là 15, số bé là 9. Chuồng chú thỏ C ghi số lớn là 20, số bé là 10 ạ. Bài làm của bạn thật chính xác đúng không nào? Vậy là các chú thỏ đã tìm được đúng chuồng của mình rồi. Các em đã làm bài tập 1 rất tốt. Để khắc sâu được kiến thức, chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài 2. Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 42 tuổi. Bố hơn con 28 tuổi. Tính tuổi của mỗi người. Các em suy nghĩ và tìm hiểu bài toán. Bài toán cho biết tuổi bố và tuổi con cộng lại được 42 tuổi. Vậy tổng của hai số là 42. Bố hơn con 28 tuổi. Vậy hiệu của hai số là 28. Bài toán yêu cầu tính tuổi của mỗi người. Vậy tuổi của bố là số lớn, tuổi của con là số bé. Ta có thể tóm tắt bài toán bằng sơ đồ như sau. Các em vận dụng công thức lựa chọn một trong hai cách giải để làm bài tập trong thời gian 3 phút.
bài giải tuổi của con là mở ngoặc 42 trừ 28 đóng ngoặc chia 2 bằng 7 tuổi. Tuổi của bố là 7 cộng 28 bằng 35 tuổi. Đáp số tuổi bố 35 tuổi, con 7 tuổi ạ. Bài làm của em rất tốt, cô khen em. Như vậy bạn đã lựa chọn cách giải thứ nhất là tìm tuổi của con trước, tức là tìm số bé trước. Vậy đối với cách giải thứ hai, tìm số lớn trước, tức là tìm tuổi của bố trước. Cô mời các em theo dõi và đối chiếu kết quả bài làm của mình với kết quả bài làm của cô. Em lưu ý ở cách thứ nhất, sau khi tìm tuổi của con, để tìm tuổi của bố, ngoài cách làm này, các em có thể tìm bằng cách lấy tổng là 42 trừ tuổi con là 7 cũng được 35 tuổi. Ở cách thứ hai, sau khi tìm tuổi của bố, để tìm tuổi của con, ngoài cách làm này, các em có thể tìm bằng cách lấy tổng là 42 trừ tuổi của bố là 35 cũng được 7 tuổi. Và để kiểm tra kết quả có đúng hay không, các em thử lại như sau. Các em lấy tuổi của bố cộng tuổi của con, tức là 35 cộng 7 bằng 42 tuổi, đúng với tổng của bài toán. Và các em lấy tuổi của bố trừ tuổi của con, tức là 35 trừ 7 bằng 28 tuổi, đúng với hiệu của bài toán. Vậy với hai bài tập trên, các em đã biết rõ tổng và hiệu của hai số. Khi giải, các em chỉ cần áp dụng công thức để giải. Vậy với bài toán cho biết tổng nhưng chưa cho biết hiệu, các em giải như thế nào? Chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài 3, tổng của hai số chẵn liên tiếp là 98. Tìm hai số đó. Các em suy nghĩ và tìm hiểu bài toán. Bài toán cho biết tổng của hai số chẵn liên tiếp là 98. Vậy tổng của hai số chính là 98. Chưa cho biết hiệu. Vậy để tìm hiệu, cô có ví dụ như sau. Hai số chẵn liên tiếp 6 và 8. Hiệu của 6 và 8 là 2. Hai số chẵn liên tiếp 24 và 26. Hiệu của 24 và 26 là 2. Từ hai ví dụ trên, ta thấy hiệu của hai số chẵn liên tiếp luôn là 2. Ta có thể tóm tắt bằng sơ đồ như sau. Sau khi xác định được tổng của hai số là 98, hiệu của hai số là 2. Số chẵn thứ nhất là số bé. Số chẵn thứ hai là số lớn. Các em vận dụng để giải bài toán trong thời gian 3 phút. Đó là 2. Số lớn là mở ngoặc 98 cộng 2 đóng ngoặc chia 2 bằng 50. Số bé là 50 trừ 2 bằng 48. Đáp số số bé 48, số lớn 50 ạ. Bài làm của em đúng rồi đấy. Cô khen em. Cô mời các em
đối chiếu kết quả bài làm của mình với kết quả của cô. Đây là bài toán đã cho biết tổng nhưng chưa cho biết hiệu. Vậy ngược lại, đối với bài toán cho biết hiệu nhưng chưa cho biết tổng, các em giải như thế nào? Cô cùng các em chuyển sang bài tập 4. Bài 4. Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 146m, chiều dài hơn chiều rộng 17m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường. Các em suy nghĩ và tìm hiểu bài toán. Trước tiên, các em xác định hai số cần tìm là chiều dài và chiều rộng. Chiều dài là số lớn, chiều rộng là số bé. Bài toán cho biết chiều dài hơn chiều rộng 17m, vậy hiệu chính là 17. Cho biết chu vi 146m. Vậy để tìm được tổng của chiều dài và chiều rộng, các em phải tìm nửa chu vi. Nửa chu vi bằng chu vi chia 2. Vậy tổng của hai số chính là nửa chu vi. Các em vận dụng kiến thức đã ôn tập để giải bài toán trong thời gian 4 phút. Bài giải nửa chu vi của sân trường là 146 chia 2 bằng 73m, chiều rộng của sân trường là mở ngoặc 73 trừ 17 đóng ngoặc chia 2 bằng 28m, chiều dài của sân trường là 28 cộng 17 bằng 45m, đáp số chiều dài 45m, chiều rộng 28m ạ. Bài làm của em rất chính xác, cô khen em. Bạn đã lựa chọn cách giải thứ nhất để giải bài toán. Có bạn nào có cách giải khác không? Em có cách giải khác ạ. Bài giải nửa chu vi của sân trường là 146 chia 2 bằng 73m. Chiều dài của sân trường là mở ngoặc 73 cộng 17 đóng ngoặc chia 2 bằng 45m. Chiều rộng của sân trường là 45 trừ 17 bằng 28m. Đáp số chiều dài 45m, chiều rộng 28m ạ. Bài làm của em đúng rồi đấy. Cô mời các em quan sát trên màn hình để đối chiếu kết quả bài làm của mình. Cô có lời khen đến tất cả các em có đáp án đúng. Qua bài học ngày hôm nay, các em đã được ôn tập một dạng toán cơ bản của lớp 4 là tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Vậy đối với bài toán này, các em cần ghi nhớ hai công thức tính. Số bé bằng mở ngoặc tổng trừ hiệu đóng ngoặc chia 2. Số lớn bằng mở ngoặc tổng cộng hiệu đóng ngoặc chia 2. Về nhà, các em tiếp tục vận dụng giải các bài tập sau. Bài 1. Cả hai kho có 500kg gạo. Kho thứ nhất ít hơn kho thứ hai 60kg. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu kg gạo. Bài 2. Trung bình cộng. Số học sinh của lớp 4A và lớp 4B là 39 em. Số học sinh lớp 4A ít hơn số học sinh lớp 4B là 6 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em.